Được rồi, cái gì đây? Mày điên à? Mày đang cái gì đây này? Tao phải đăng cho cả thế giới biết. Nóng. Anh dám chia tay tôi hả? Để tôi coi anh đang làm gì. Cách để hack Facebook người yêu cũ. Alo, tôi đang làm gì đó? Hả? Nó đi với con khác hả? Alo? Alo, gì? Mày thấy nó luôn hả? Rồi, tôi tới liền, tôi tới liền. One hour later. Đang giờ làm việc, tự nhiên đi đâu? Cô bị đuổi việc, cút! Anh ơi, em muốn xăm cái hình ở đây nè. Really nigga. Chào lắm á. Chào. Trời. Trời. Trời ơi, cái hình này vô là chết chơi người dơ luôn. Nãy người đặt xăm mình nữa hả? Nani? Run. Ủa, mẹ. Oh. Để mỗi ngày tràn đầy niềm vui, các bạn hãy nhớ download app Tử Vi hàng ngày.